là bò hai mặt. Đó. Và đây là anh nhìn là các bác ấy phải xếp từng cái từng cái. Nếu như mà có cái băng tải xếp phôi của anh ấy thì chỉ cần xếp một chồng là nó tự cuốn vào. Đúng không? Để đấy thì để tối đa nhân công. Đúng rồi. Cái này nó khó lắm. Vâng. Mình phải hạn chế cái nhân công nhiều. Công nhân ở trên này nó không được gì. Vâng. Đấy, còn cái băng tải dài của anh là để sau đây này. Đẩy thì nó mới làm cao tốc được. Đúng rồi.